Xin chào anh em Mình là Hợp Hôm nay mình có săn được một em AP khá là đẹp và hợp túi tiền cho, cho anh em chơi Đây là một chiếc order my PG Các bạn có thể thấy ngay là phía ngoài thì chúng ta sẽ có hộp có chữ order map PG màu vàng trên nền xanh Và chúng ta sẽ thấy những cái chi tiết cơ khí được hiển thị ở trên đây Đó. À, chiếc này của mình thì sẽ có cái size khá là hợp lý để anh em đeo Và nó sẽ là một chiếc có dáng gọi là dáng square Tức là dáng hình chữ nhật đó. Ở phía trong thì chúng ta sẽ còn hộp và sổ Certificate Với những dòng của AP thì họ không sử dụng thẻ nhé Chỉ còn những chiếc đời mới thì bắt đầu họ sẽ dùng thẻ Chiếc này của mình thì sẽ có cái mã là 15121ORO0002CP01 Đó. Và các bạn có thể thấy rõ ở đây Caliber sử dụng là 2140 và serial number là 68313 các bạn nhé cái này là 2017. Đó. Thì uh, chiếc này của mình thì may mắn là có full để anh em chơi. Uh, đây là một chiếc uh, cực kỳ đơn giản với uh, mặt số vuông. Các bạn uh, có thể thấy là với những chiếc đồng hồ mặt số vuông thì chúng ta khá hiếm gặp những chiếc đồng hồ mà nó đẹp thực sự. Uh, chiếc này là một chiếc ba kim một lịch nhưng mà nó lại có một cái vẻ đẹp phải nói là khá là hợp lý để anh em chơi. Và uh, mức giá thì uh, bên mình uh, Săn được lại thì không có gì để chê về mức giá cả à, Với cái mức giá mà chỉ hơn 100 triệu thì các bạn có nghĩ là bao giờ là mình đã có IP để chơi được chưa Thì chiếc à, này thì bên mình à, bằng vàng khối các bạn nhé Bằng vàng khối này à, Và trong cái thời kỳ à, kinh tế suy thoái này thì bên mình săn được một chiếc rất là tốt Với cái mức giá để cho anh em là 159 triệu Đi kèm với chế độ bảo hành bảo dưỡng 3 năm cho anh em Đó À, chiếc AP này của mình thì là một chiếc thuộc dòng Edward Piguet Đây các bạn có thể thấy là tên của nó là dòng Edward Piguet Thì đây cũng là một dòng rất là nổi tiếng của Audemars Piguet là những chiếc đồng hồ có hình chữ nhật thì sẽ đặt là Edward Piguet Và đây là serial number của nó E68313 Triện vàng đây các bạn nhé Triện vàng này Các bạn có thể thấy đầy đủ Đáy sau thì còn rất là đẹp à, Về thiết kế thì phải nói là nó giữ một cái thiết kế đặc trưng của dòng Edward Piguet và size của nó thì tương đương với size 39 40 mm cho nên là rất là dễ để đeo để lên tay. Mặt số của chiếc này thì sẽ có cái vân sóng cực kỳ đẹp. Đây các bạn có thể thấy là mặt số này làm rất là chi tiết và đẹp luôn và bắt sáng này, những cái chi tiết sóng nó uốn lượn nó bắt sáng phải nói là tuyệt vời. À, cọc số của chiếc này là sự kết hợp giữa cọc số vạch và cọc số Arabic. Cọc số Arabic tại những vị trí là cọc số chẵn như 2 4 6 8 10 12 còn những cọc số là vạch của chúng ta thì sẽ là những vị trí còn lại. Tại góc 3 giờ chúng ta sẽ có ô lịch thay thế cho cọc số góc 3 giờ luôn các bạn nhé. Logo Order MAPG Automatic được đặt ở góc ngay dưới cọc số 12 giờ. Đó. Phần thân bên của chúng ta thì chúng ta sẽ có hai cái sọc này được làm rất là đẹp và cái phần thân của dòng Edward PG này phải nói là nó được thiết kế với một cái đặc trưng cực kỳ tốt. Các bạn có thể thấy cái phần lắc của nó được làm cụt hẳn xuống như này. Đó, và chiếc Edward Pige này thì của mình tình trạng còn rất là mới à, dây thì đã hỏng cho nên là mình đã bên mình đã làm tặng một sợi dây da cá sấu handmade màu nâu sô cô la rất là đẹp à, khóa đi kèm với chiếc này là khóa xiên với logo AP và khóa xiên này của chúng ta cũng là khóa vàng khối với đầy đủ chuyện ở phía dưới các bạn nhé à, và thời điểm mà chiếc này thì bán ra ra mắt thì nó có mức giá khá là đắt là vào khoảng tầm 550 triệu tức là khoảng 20 24 đến 26 nghìn đô gì đó tùy từng phiên bản Còn hiện tại thì bên mình đấy đang có một chiếc như này Anh em nào mà nhanh tay thì còn không không nhanh thì mất 159 triệu thôi Cực kỳ hợp lý để anh em chơi à, Chiếc này thì sử dụng caliber là AP2140 Tương tự như trên những cái dòng mà Royal Oak mà đắt đỏ của chúng ta Thì à, chiếc này thì sẽ có 31 chân kính có tần số 4 hẹp 28.800 vibration Và các bạn sẽ có khoảng 40 giờ tích cost Đó còn mặt số thì đây mình sâu cho anh em đây mặt số cực kỳ đẹp kính thì kính sapphire nhá cái này là bẩn thôi lau phát là hết này tình trạng còn cực kỳ mới luôn à, đó mặt số rất đẹp nha vàng là vàng hồng luôn ok anh em nào có nhu cầu về chiếc order Edward sputpg này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em